Phan Đăng Quang sinh năm 1981, cao 1m86, được mệnh danh là người đàn ông làm gì cũng thấy đẹp của Hàn Quốc bởi vẻ ngoài cuốn hút. Khởi nghiệp với nghề người mẫu, nhưng năm 2003, anh quyết định rời khỏi làng thời trang để bước chân vào nghiệp diễn xuất. Gần 16 năm trong ngành giải trí, Phan Đăng Quang được đánh giá là một trong những diễn viên thành công nhất thế hệ của mình. Nét đẹp truyền tranh của Phan Đăng Quang từng mở ra một giai thoại mới ở Đại Hàn Dân Quốc, đến mức mà một thập kỷ sau khi nam tài tử gia nhập showbiz, khái niệm mặt hoa da phấn, đẹp kiểu thư sinh, ngọt ngào trở thành thước đo nhan sắc mới của thần tượng nghệ sĩ Hàn Quốc. Không hoa khi nói, chính Phan Đăng Quang đã hình thành một đế chế nhan sắc, tự tạo ra chuẩn mực cái đẹp mới cho riêng mình. Sự quyến rũ của bầy sói ra mắt năm 2004 là bước đệm hoàn hảo đưa Phan Đăng Quang trở thành một ngôi sao của màn ảnh Hàn Quốc. Không dừng lại ở những dạng vai đóng khung, nam diễn viên không ngại ngần thử nghiệm những vai diễn đa dạng để làm mới mình. Khán giả có thể gặp Phan Đăng Quang trong các bộ phim như Ngày thứ năm cuối cùng, Vụ án tiền giả, Giọng nói của kẻ sát nhân, Tiểu quái John Woo Chi, Anh em kết nghĩa, Siêu linh, Kỷ nguyên bạo tàng, Những tháng năm sực sỡ, Công tố viên bạo lực, Mục sư. Mùa hè năm 2020, Phan Đăng Quang trở lại với khán giả thông qua bộ phim điện ảnh Bán đảo, phần 2 của Train to Busan với kinh phí đầu tư 20 tỷ won. Nếu ở phần 1, khán giả được dịp nín thở trước ngoại hình bảnh bao đầy nam tính của thần chết Gong Yoo, thì tới phần 2, khuôn mặt điển trai không góc chết cùng tài năng diễn xuất thiên bẩm của thánh sóng Phan Đăng Quang chính là yếu tố then chốt để đảm bảo doanh thu phòng vé, hứa hẹn tạo nên cơn sốt viral toàn châu Á. Nói cách khác, giống như lời khẳng định người hâm mộ thường dùng để tán dương về nam diễn viên từ xưa đến nay. Chỉ cần đó là Phan Đăng Quang, với gương mặt đó, bảo đảm phim gì rồi cũng hot. Thuộc thế hệ diễn viên có thực lực, sở hữu kha khá vai diễn để đời, được đánh giá cao trong mắt người hâm mộ. Nhưng thực ra, Phan Đăng Quang không phải theo nghiệp diễn ngay từ nhỏ như nhiều diễn viên khác. Ngược lại, Phan Đăng Quang được đào tạo bài bản về ngành kỹ thuật trong những năm đại học, định hướng theo nghiệp gia đình. Tự nhận mình là đứa trẻ có vấn đề chứ không phải thần đồng với IQ 137. Phan Đăng Quang vốn nổi tiếng là nghệ sĩ có trí tuệ hơn người. Năm 2016, trong lúc tin đồn Phan Đăng Quang ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment đã trở thành chủ đề nóng, bản thành tích trong quá khứ của anh lại thu hút sự chú ý. Bản điểm của Phan Đăng Quang đã được tiết lộ trong chương trình Nice TV Entertainment của đài SBS. Đội ngũ sản xuất đã tìm đến trường cũ của Phan Đăng Quang và công khai bảng điểm trường trung học. Theo bảng điểm được công bố, kết quả học tập của Phan Đăng Quang với chỉ số IQ 137 thuộc loại rất thông minh. Tỷ lệ số người sở hữu IQ này chỉ ở mức 2%, bằng với IQ của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Không chỉ nổi tiếng là một học sinh thông minh, ngoại hình thời đi học không mấy thay đổi so với hiện tại cũng thu hút sự chú ý. Giáo viên từng giảng dạy cũng đưa ra đánh giá về Phan Đăng Quang. Khả năng trí tuệ vượt trội và ngoại hình đẹp, Phan Đăng Quang được mệnh danh là có tỷ lệ thần thánh. Hồi học trung học cơ sở, anh có chiều cao 1m57. Một năm sau đó cao thêm 7cm và đến năm 3 trung học thì đã cao lên 1m72. Chiều cao hiện tại của Phan Đăng Quang là 1m86. Tuy nhiên, khi tham gia phỏng vấn, Phan Đăng Quang lại trả lời vô cùng khiêm tốn. Anh bày tỏ, khi tôi còn đi học trung học, tôi giống một đứa trẻ có vấn đề hơn là thiên tài hay thần đồng. Khán giả quan tâm đều biết rằng Phan Đăng Quang xuất thân từ một ngôi trường danh tiếng. 200 điểm là điểm thi tối đa để vào đại học, thì Đăng Quang đạt 192 điểm. Phan Đăng Quang tốt nghiệp khoa kỹ thuật của Đại học Hành Danh, nhưng đã bẻ lái sang một con đường khác hoàn toàn với ngành học chính. Được nhiều người tán dương về thành tích học tập, nhưng Phan Đăng Quang cho rằng, vốn dĩ ở Changwon và Masan, tinh thần học tập của mọi người rất cao. Tôi chỉ có thành tích tốt khi đã nhập học. Niềm đam mê diễn xuất hình thành từ ghế giảng đường khoa kỹ thuật. Hoạt động trong giới giải trí, bước đầu là một người mẫu, rồi dần dần lấn sân sang diễn xuất. Nhưng Phan Đăng Quang lại tự nhận mình là người hay nhút nhát, đặc biệt với người lạ. Anh đã từng cảm thấy thật khó để hòa hợp với mọi người và ghét những người lạ nói chuyện với mình. Cũng nhờ chiều cao khủng mà Phan Đăng Quang có cơ duyên với thời trang. Được biết, trước khi nổi đình nổi đám với sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, nam diễn viên sinh năm 1981 từng có cơ hội sải bước trên sàn catwalk của loạt thương hiệu lớn như DKNY, Gucci, Hugo Boss tại Paris. Với khuôn mặt đẹp theo từng hoàn cảnh, lúc nam tính ngời ngời, lúc lại đẹp dịu dàng như thiếu niên mới lớn. Cơ duyên để đẩy đưa Phan Đăng Quang sang nghiệp diễn bắt đầu vào năm 1999. Khi đang học đại học, anh đã được casting trên đường phố. Trong mắt bố mẹ,
đây là một nghề mang tính bất ổn nên rất lo lắng. Tuy vậy, việc cậu con trai có thể tự kiếm ra tiền vào lúc bấy giờ cũng khiến phụ huynh thấy tự hào. Năm 2000, theo lời khuyên của một người bạn, Kang Dong-won đăng ký tham gia lớp học diễn xuất. Từ lúc đó như có một ma lực thu hút anh vào nghề diễn. Kang Dong-won cảm thấy nếu không diễn xuất thì sẽ hối hận suốt đời. Bộ phim truyền hình đầu tiên Kang Dong-won tham gia với tư cách diễn viên là Country Princess. Thật may mắn là nhân vật phù hợp và sau khi phát sóng, phản ứng khán giả không tệ nên bố mẹ Kang Dong-won cũng rất hài lòng. Cứ như vậy, các dự án liên tục mời gọi Kang Dong-won. Gia đình cũng đã quen với việc họ có một người con làm diễn viên thay vì định hướng theo ngành kinh doanh của gia đình. Gia thế khủng và tranh cãi ông cố thân Nhật. Đẹp trai, thông minh, diễn xuất giỏi, Kang Dong-won còn có một gia thế hiển hách, sinh ra trong một gia đình tài phiệt với cuộc sống ngậm thìa vàng từ bé. Cha của Kang Dong-won là phó chủ tịch SBB Heavy Industries Kang Chung-woo, tập đoàn đóng tàu lớn thứ hai ở Hàn Quốc và vào top 10 công ty vận tải hàng đầu thế giới. Với gia thế khủng, Kang Dong-won là một trong những người thừa kế đắt giá nhất làng giải trí Hàn. Năm 2017, một vụ bê bối liên quan đến Kang Dong-won đã xảy ra. Một người trên diễn đàn Match Movie đã đăng một bài viết về thân thế và gia phả dòng họ của Kang Dong-won. Theo như bài viết này, thì ông cố của Kang Dong-won là Lee Jong-man đã từng tham gia vào những dự án đào mỏ trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Tờ Dispatch cũng đưa ra thông tin vào năm 2009, ông cố của Kang Dong-won đã có tên trong danh sách những người thân Nhật trong giai đoạn lịch sử đen tối của Hàn Quốc. Ông cố của Kang Dong-won nhờ viện trợ cho Nhật mà đã thu về những vụ làm ăn lớn và tích góp tài sản cho gia tộc của mình. Thế nhưng, phía Kang Dong-won và đại diện của anh là công ty YG đã phủ nhận bài viết trên và những thông tin liên quan đến ông Lee Jong-man. YG đã xóa bài viết trên trang Match Movie và ngăn chặn việc phát tán bài viết này lên những trang mạng khác. Điều này khiến nhiều người tức giận bởi họ cho rằng có quá nhiều bằng chứng cho rằng ông cố của Kang Dong-won đã tham gia tiếp tay cho người Nhật trong thời kỳ chiến tranh Nhật-Hàn. Dư luận Hàn Quốc cho rằng Kang Dong-won và YG đã cố tình che đậy quá khứ của gia đình nam diễn viên. Scandal tiếp tục được hâm nóng khi một bài phỏng vấn của Kang Dong-won vào năm 2007 được dân mạng đào mộ. Và trong bài phỏng vấn anh nói anh rất ngưỡng mộ ông cố của mình. Sau đó Kang Dong-won đã phải đăng tải bức thư xin lỗi khán giả. Tuy nhiên sau đó cũng đã có các bài viết bênh vực cho nam diễn viên cùng ông cố của anh. Mối quan hệ với chú yêu tinh Gongsu. Năm 2007, trong một cuộc phỏng vấn, Kang Dong-won đã tiết lộ rằng anh và Gongsu có quan hệ bà con. Hóa ra vì là bạn thân nên ông của Gongsu và ông của Kang Dong-won quyết định con cháu của họ phải đám cưới với nhau theo kiểu đính ước của thế hệ cha ông, dẫn đến mối dây liên kết giữa hai diễn viên. Hậu cung bạn diễn và người hâm mộ luôn chật ních mỹ nữ. Hoàn hảo từ gia thế, sự nghiệp cho đến ngoại hình, không khó lý giải khi Kang Dong-won trở thành mẫu hình trong mộng của rất nhiều sao nữ nổi tiếng. Suzy. Tình đầu quốc dân Suzy từng hơn một lần thỏ thẻ rằng Mr. Right lý tưởng nhất trong lòng cô chính là Kang Dong-won, thậm chí còn bày tỏ lòng hâm mộ cuồng nhiệt, đã xem phim John Woo Chi trên dưới 10 lần chỉ để ngắm gương mặt đỉnh cao của nam tài tử. Hyorin, cựu mỹ nhân Sister Hyorin cũng được điểm danh trong câu lạc bộ những người yêu mến Kang Dong-won nhất khi liên tục gửi tin nhắn bày tỏ sự yêu mến với nam tài tử. Đáng tiếc, đường tăng thời hiện đại Kang Dong-won không hề trả lời người đẹp đến một lần. Người hâm mộ Taeyeon luôn biết, giọng ca Four Seasons là fan cứng của Kang Dong-won từ những ngày debut. Nàng ca sĩ từng có cơ hội được chạm mặt và chụp ảnh cùng thần tượng khi nhận vai cameo trong bộ phim My Brilliant Life. Các nữ diễn viên từng có cơ hội cộng tác với Kang Dong-won cũng đều đứng trước ngoại hình vô thực của bạn diễn.